Em nha, này có hai cặp gác chân dài quay ha, quay thái gác chân dài ha. Thì hình thức là có một cặp là hình thức còn khá, còn một cặp thì rất là đẹp. Đó. Cặp này giá 800 nha anh em nha. Cặp này giá 1,2 triệu. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ nha. Hàng đây là hàng zin heo xe ha. Khi mà mình gửi cho anh em thì đầy đủ bát ốc cho anh em luôn. Con này thì mới lấy về quay cho anh em coi thôi ha. Còn sẽ có clip chi tiết quay hai cặp gác chân này cho anh em. Anh em nào muốn có nhu cầu thì có thể đặt trước với mình ha. Đây. KFL chủ 2 ha. Rất là ngon. Đó, gác chân zin theo xe nha, chứ không phải là gác chân hàng cam hàng bãi nha. KFL chữ 1. Đây, cặp này KFL chữ 1 nha. Cặp này KFL chữ 1, còn cặp này KFL chữ 2 nè. Đó. Rồi anh em nào thích hai cặp gác chân này thì liên hệ mình nha. Giá thì báo luôn 800 với lại 1,2 triệu nha anh em. Anh em nào chúng ta có nhu cầu anh em hãy liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại 0915 434 973 anh em nha. Gác chân còn rất là đẹp, khi mà anh em mua thì thay đổi đầy đủ bát ốc cho anh em luôn, bát sắt, bát nhôm và ốc đầy đủ ha. Này thì mình mới lấy về chưa có ráp lại toàn bộ nha anh em. Anh em nào cần liên hệ với Đạt nha, số điện thoại 0915 434 973 nha. Này thì bây giờ rất là hiếm hàng rồi anh em nào cần mua thì nhanh tay liên hệ nha. Cảm ơn em rất là nhiều, hẹn anh em những clip tiếp theo nhé.